Mình xin chào mọi người nha. Bây giờ ngày hôm nay thì mình đi đào con dế nha mọi người. Bây giờ thì mình đi đào nha mọi người ơi. Mùa này thì họ nhổ hết quai mì rồi mọi người. Nên mình ra mình đào con dế để mình làm một món ăn nha mọi người. Đây mọi người, đây là hàng con dế mọi người. Đây. Bây giờ thì mình đào cho mọi người xem luôn mọi người. Đây mọi người ơi. Chừng này thì vẫn chưa to nhé mọi người, con dế này thì vẫn chưa to. Để con dế mà to thì bằng đây luôn mọi người. Ngang đây là to nhất mọi người. Đây thì con nhỏ. Đây là hàng tiếp theo nhé mọi người. Đây là hàng con dế tiếp theo. Thì mình đào tiếp. Hàng này sâu lắm mọi người. Hàng con dế này sâu lắm. Tại vì đất ăn mềm quá mọi người nên con dế thì đào rất là sâu luôn. Đây mọi người.
Đây nha mọi người, con rể của mình thì được bao nhiêu đây thôi mọi người. Đây. Bây giờ thì mình về nha mọi người. Món ăn của mình thì mình đã làm xong rồi mọi người. Đây, rất là vàng luôn mọi người. Đây mọi người, mời mọi người ăn nha. Đây, chấm muối ớt. Ăn rất là giòn luôn mọi người. Ăn rất là giòn, không dai mọi người. Ăn rất là giòn luôn. Đây mọi người. Ui. Đây. Nhìn rất là ngon lắm mọi người.